Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội trưởng của ngày hôm nay. Xin mời đội trưởng của đội chân dài, diễn viên Nhật Kim Anh. À, nguyên đội chân dài có đội trưởng là chân ngắn. Ừ. Trời ơi, em ngồi ở trong kia em nghe giới thiệu tên đội chân dài em hoảng hồn quá trời luôn. Em nói biên tập ơi, có thể nào đổi tên được không? Cái biên tập nói là không được đâu, tên các bạn đã đặt hết rồi. Mình vậy mới đặc biệt, mới ấn tượng em. Hôm nay Nhật Kim Anh sẽ là đội trưởng của các em nha. Nào, các em làm quen với chị Nhật Kim Anh nào. Thầy sẽ quyết tâm xem sao. Chân dài. Chân dài. 1, 2, 3, chân dài. Em ngắn nhất nhưng mà em làm lố nhất. Hai đứa em nó đưa rồi một cái là cái chân tuốt ngoài kia. Còn Nhật Kim Anh ráng giói lắm. Không anh, em giống như mình tiết kiệm. À, tiết kiệm cái chân đó hả? Dạ, đúng rồi. Còn bây giờ sẽ là đội trưởng của đội đoàn kết. Sẽ được chào đón nghệ sĩ Ly Hôn. Trời ơi. Ôi ôi, đội trưởng dạm dở quá, ra cái mình thấy là vững vàng liền lập tức đúng không? Biết đội mình tên gì không? Dạ đoàn kết. Đoàn kết? Dạ. Đoàn kết là gì? Là sức mạnh. Dạ đúng rồi. Sức mạnh là phải là rực rỡ. Dạ. Rực rỡ phải là tươi sáng. Tươi sáng mới làm nhiều màu. Cái màu vàng vô đây rất là hợp luôn. Nha. Hai đội chưa chia là thấy ngang tài ngang sức. Nha. Bên đây là có chân dài ha, bên đây là có sự đoàn kết, có sức mạnh. Vậy thì ngày hôm nay bên nào sẽ giành chiến thắng để có thể mang về những số tiền thưởng hấp dẫn và một cái két sắt khủng trị giá 50 triệu đồng? Nhưng mà Nghĩa ơi, chắc dạ. Anh có ý kiến thế. Sao? Lâu lắm rồi mới gặp lại người yêu trong phim. Dạ. Cậu ba. Bây giờ sao mình chơi hết mình đâu chứ, anh thấy rung động mới gặp lại người yêu trong phim. Càng ngày Nhật Kim Anh càng đẹp nữa. Đó bây giờ Lý Hùng chắc lẽ các bạn sao bạn? Không mấy bây giờ anh ơi, thôi tụi em nữa anh ơi. Tất cả gì rồi thôi, mình chia tay. À vậy đi, tạm thời vậy đi. Thì mình giao lưu cho nó vui vui xíu vậy thôi. Mình bông nảy chuối chào hỏi nhau vậy thôi. Chứ còn đội nào vẫn phải binh vực rồi đó. Hôm nay lại hàng gặp lại cậu ba cũng rung rinh, nung ninh dữ lắm. Nhưng mà thôi, có sao chơi vậy. Vì các em thân yêu, chuyện tình cảm riêng tư ra ngoài vô quán cà phê tính tiếp. Bye bye.